Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 6 năm 2023. Sau đây là những tin chính. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Mưa lũ kinh hoàng tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Trận lũ gây hoài nghi về thành phố Bọt Biển, Trung Quốc. Còn rất nhiều nội dung khác chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Đêm qua và sáng nay, hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn, sáng nay đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạc Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng ở gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Và lúc 5 giờ sáng nay giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn đê. Vào lúc 10 giờ tối qua giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ phá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di rời khẩn cấp. Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc cũng đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này, cầu phao cứu hộ khẩn cấp, vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt quá 2 mét. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng nước lũ, mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ vào đêm ngày 20 tháng 7 ở thành phố Lạc Dương, ngay khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Các chuyên gia khí tượng cho biết, thành phố Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Mưa lũ kinh hoàng tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Lũ lụt tại thành phố Trịnh Châu, một trong những thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 100.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Toàn bộ các đại lộ và đường hầm tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã bị ngập trong nước lũ. Trịnh Châu là nơi có nhiều hệ thống đường sắt với dân số 12,6 triệu người. Mưa lớn cũng xảy ra ở nhiều khu vực khác thuộc tỉnh Hà Nam. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Trịnh Châu là nơi duy nhất chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn do trận lũ lụt lịch sử gây ra. Truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều video cho thấy nhiều người dân bị mắc kẹt bên trong tàu điện ngầm trong khi nước lũ dâng đến ngực. Nhiều bệnh viện đã bị mất điện. Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa lớn 209,1mm chỉ trong một giờ. Văn phòng khí tượng thành phố cho biết, trong 3 ngày qua, nơi đây đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 617,8mm, cao nhất trong 60 năm qua. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay cho biết quân đội và lực lượng bán quân sự sẽ hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ tại địa phương. Ông cũng kêu gọi chính quyền thành phố đề phòng khả năng bùng phát dịch COVID-19 một khi các tác động của thảm họa thiên nhiên được kiểm soát.
trận lũ gây hoài nghi về thành phố bọt biển Trung Quốc. Trịnh Châu tự hào đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ xây dựng thành phố bọt biển chống lụt nhưng vẫn bị nhấn chìm trong trận lũ thảm khốc. Mưa lũ ở Trịnh Châu như một cái tát vào dự án thành phố bọt biển và cho thấy con người khó có thể chiến thắng thiên nhiên. Một người Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo đề cập đến trận lũ lụt nghìn năm có một tàn phá thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ít nhất 33 người chết và 8 người mất tích kể từ khi mưa bão trút xuống thành phố Trịnh Châu và các khu vực lân cận ở tỉnh Hà Nam cuối tuần trước. Mưa lũ đã ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người trên khắp tỉnh này, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ. Là một trong những tỉnh đông dân và nghèo nhất Trung Quốc, Hà Nam có hơn 99 triệu dân và nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh này là một trong những địa phương ủng hộ nhiệt thành ý tưởng thành phố bọt biển được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra trong bài phát biểu. Thành phố bọt biển là khái niệm phát triển đô thị tập trung và sử dụng cơ sở hạ tầng bền vững như không gian xanh và diện tích đất hấp thụ nước, giúp đối phó với mưa lớn, dự trữ nước và tái sử dụng cho mục đích khác. Trung Quốc đã triển khai các chương trình như vậy tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại Hà Nam, thủ phủ Trịnh Châu được đầu tư 53,4 tỷ nhân dân tệ, hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ trong một dự án thí điểm kéo dài từ năm 2017 đến năm 2030, nhằm biến đô thị hơn 12 triệu dân này thành một thành phố bọt biển. Theo quy hoạch tổng thể thành phố Trịnh Châu giai đoạn 2017-2030 được công bố vào tháng 1 năm 2018, khu vực này sẽ được quy hoạch 191 kênh thoát nước lũ trong khu vực đô thị chính, xây dựng và cải tạo công viên bọt biển, cũng như tạo vùng đệm sinh thái ở hai bên bờ sông. Kế hoạch ước tính đến năm 2023, diện tích khu vực đô thị chính của Trịnh Châu đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố bọt biển sẽ chiếm 22,5% tổng diện tích của dự án. Trong gần 5 năm qua, Trịnh Châu đã triển khai hàng loạt dự án xây dựng cảnh quan xanh, hệ thống bề mặt thấm hút nước cùng hệ thống tích trữ và tái sử dụng nước mưa. Thống kê cho thấy, tổng cộng 5.162 km đường ống thoát nước đã được xây dựng thông qua dự án. Năm ngoái, lượng nước tái sử dụng lên tới 380 triệu tấn. Không còn tình trạng phải lội nước trong những ngày mưa và không có nước đọng trên mặt đường. Tôi là người thấy rõ sự thay đổi này. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Lee, một cư dân ở Trịnh Châu, nói hồi tháng 5. Cục xây dựng đô thị Trịnh Châu tuyên bố kể từ khi xây dựng thành phố bọt biển đến cuối tháng 5 năm nay, 125 điểm dễ bị lũ lụt đã được loại bỏ, chiếm 77%. Ngoài ra, Trịnh Châu cũng đã xử lý các vùng nước ô nhiễm bốc mùi trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, trận lũ cuối tuần qua đã làm tê liệt mạng lưới giao thông và gián đoạn nguồn cung điện nước của Trịnh Châu, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao thành phố lại bị ngập lụt nghiêm trọng như vậy dù đã chi rất nhiều để cải thiện cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ. Hề Wang Wei, một cựu phóng viên cũng chia sẻ một bài đăng về việc xây dựng thành phố bọt biển ở Hà Nam và đặt câu hỏi tại sao 53,4 tỷ nhân dân tệ lại được đổ vào đây. Mọi người có muốn tôi tìm hiểu không? Nhiều người khác cho rằng trận lũ lụt là một minh chứng cho thấy tham vọng thành phố bọt biển của Trung Quốc không hiệu quả, nhưng nhiều người vẫn tưởng, thậm chí cho rằng đây chỉ là sự lãng phí tiền của. Tuy nhiên, nhiều người dùng Weibo lại cho rằng cách chỉ trích như vậy là không công bằng bởi Trịnh Châu cuối tuần qua phải hứng chịu lượng mưa lớn bất thường trong thời gian quá ngắn. Theo truyền thông địa phương, dự án thành phố bọt biển của Trịnh Châu có khả năng ứng phó với các sự kiện thời tiết xuất hiện trong vòng 200 năm trở lại đây hoặc lũ lụt nghiêm trọng có xác suất xảy ra là 0,5% trong năm. Trong khi đó, dữ liệu của cơ quan khí tượng Trịnh Châu cho thấy đợt mưa lũ này là nghìn năm có một, đồng nghĩa là xác suất là 0,1%. Quy kết lũ lụt ở Trịnh Châu cho vấn đề xây dựng thành phố bọt biển là một sự hiểu lầm về kiểu thành phố này. China Shenzhen Daily dẫn lời giáo sư thủy văn Zhu Qiting của Đại học Trịnh Châu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao thành phố bọt biển thất bại trong đợt mưa lũ này? Chen Qianhu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thành phố bọt biển của Đại học Công nghệ Chiết Giang cho rằng đợt mưa lũ ở Hà Nam hiếm gặp và không thể giải quyết chỉ bằng cách xây dựng thành phố bọt biển. Chen nói thêm, dựa trên phân tích kỹ thuật, thành phố bọt biển có thể giải quyết các vấn đề nước mưa từ thấp tới trung bình, trong khi đợt mưa lớn ở Hà Nam vượt quá khả năng xử lý của hệ thống. Cơn mưa ở Trịnh Châu rất hiếm gặp và thảm họa xảy ra không liên quan gì đến việc xây dựng thành phố bọt biển, ông nói. Theo Cục Khí tượng Trịnh Châu, từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, lượng mưa trong 3 ngày ở thành phố này đạt mức 617,1 mm, cân bằng tổng lượng mưa trung bình của cả năm. Lượng mưa hàng giờ và lượng mưa một ngày cũng vượt kỷ lục lịch sử 60 năm kể từ khi Trịnh Châu được thành lập năm 1951. Khi đối mặt với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn như vậy, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp bổ sung cho thành phố bọt biển
như xây dựng hệ thống ngầm sâu hơn để trữ nước khi trời mưa lớn và bơm trở lại nước vào sông hồ trong những ngày khô hạn. Hệ thống thoát nước hoàn thiện hơn cũng là giải pháp cơ bản để tránh ngập úng. Thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!